kính chào các bác. Em giới thiệu đến các bác mấy chiếc Equalizer rất là gấu của Victor, dòng C70. Nhân tiện hôm nay thì vừa nói về mấy cái dòng Equalizer cần này thì trong quá trình sử dụng ấy, em thấy có một cái này em muốn chia sẻ cho các bác để cho nó bền hơn. Người ta bảo rồi, các cụ bảo rồi, của bền là tại người. Với những cái dòng Equalizer cần, mà nhất là những cái cần nó dài như thế này, người ta làm dài như này không phải là để các bác tiện cầm đâu. Cái đấy thì một phần thôi, cái đấy chỉ gọi là một phần thôi. Nhưng mà có cái nữa, đấy là Equalizer là vừa để gọi là hữu dụng, nhưng mà còn cái nữa là bày, nó trang trí, tức là cái yếu tố thẩm mỹ. Còn đương nhiên các bác cầm như thế này cũng được, nhưng các bác cầm nên cầm vuông góc. Còn như các bác nhìn vừa xong em chỉnh nhá, thì thường em sẽ chỉnh như vậy. Em sẽ làm phát này, lên như này. Em làm em thường để tay là sát vào trong cái góc này, để làm sao, hoặc là các bác cầm như này cũng được, nhưng các bác làm sao mà các bác kéo lên kéo xuống làm sao cho nó vuông góc với cả cái mặt đứng của cái equalizer này. Bởi vì ở trong này nó có những cái lá than và nó có những cái chân tiếp xúc, nếu các bác làm nó nghiêng này thì vô hình dung các bác sẽ làm nó cái than nó mòn không đều, đâm ra nó gây loẹt xoẹt lột sột, hoặc là nó về sau nó sẽ tác dụng, nó sẽ bị kém đi đấy. Cho nên là dùng, nếu mà mình dùng, mình tốt nhất là mình cầm. Nếu mà các bác dùng từng cần thì bác dùng kiểu này. Còn nếu mà để mà chỉnh cân mà hiệu quả hơn thì các bác chơi kiểu đấy như em. Đấy. Sát tay nhá, cái mặt tay này và sát cái mặt này này, để làm sao mà tiếp xúc đúng với cái chân, chứ không phải cầm đầu. Chân này, cái ấy tiếp xúc vào cái phần đuôi này ấy, thì nó có lực tốt hơn và nó không bị gọi là kiểu như cái đòn bẩy. Cầm như thế này ở ngoài thì dễ, nhưng mà cầm để như này này, đẩy như này thì cái đồ rất là bền. Đây là những con Equalizer Nhật bãi các bác nhé. Chỉnh thì có thể gọi là chỉnh Equalizer, chỉnh theo cái hình cánh én như thế này, hoặc từng vế thì nó gọi là hình chữ V như thế này, hoặc là hình cánh cung, mỗi người một cách gọi. Tùy thuộc vào gu nhạc, tùy thuộc vào bài hát của anh em nghe. Không có cái cố định đâu. Không có cái cố định nhé. Có anh em mà thích chung nó tối nữa thì anh em cho cái đuôi chữ V là nhuận hoắt ra, nó đúng như chữ V luôn. Đấy. Em để một bên cho các bác nghe thử. Đấy. Còn nếu trường hợp mà các bác muốn chung nó lên nhiều hơn thì các bác cho cái nó thành hình gọi là chữ U đi. Đấy, các bác nghe chung nó lên chưa? Đây là hình gọi là hình cái mẹt, hình cái chảo. Đấy. Còn nếu mà anh em có những cái bài anh em thích nghe bass với tép thôi thì anh em sẽ cắt cho hình chữ V đúng nhọn hoắt luôn. Đặc biệt là những cái nhạc DJ anh em sẽ cho kiểu như kiểu lao lớn. Đấy. Bài em rất là đẹp nhá em nhá. À các bác nhá. Em nào cũng long lanh. Mặt nó mặt màu này là màu bạc, hơi ánh vàng. Hay gọi là màu bạc ánh kim. Xong rồi pha thêm cái màu này gọi là màu ghi sáng á. Cần thì nó lại bằng kiểu mạ chrome, nhìn sáng bóng luôn, rất là chất. 2, 4, 6, 8, 10, 12, mỗi bên là 12 cần. Đấy. Chiếc này là chiếc đầu bảng rồi các bác nhé, đầu bảng của Victor rồi, tiếng rất hay. Chiều dày của em này gần 20 cơ, nó dày như một con 5 ly. Các bác nhìn đấy, nó còn dày hơn cả con DLM 1500R. Chỉnh âm sắc rộng. Và đây là cái bản quyền của hãng C, chuyên sản xuất Equalizer âm sắc của Mỹ. Rất hay để đưa vào chiếc lọc xỉ này. Tiếng rất hay. Cắm thì đơn giản thôi, các bác từ nguồn phát, từ đầu đĩa hoặc là từ Equalizer các thứ đấy, từ điện thoại gì đấy, các bác cắm vào đường in này. Xong ao này, các bác cắm vào âm ly. Đây xong. Đây đây này, trên này nhìn rõ này. In out này. Đấy. In lọc, tức là đường tiếng vào đây, lọc qua con này để đưa cái đã lọc rồi xuống âm ly này. Đấy, rất là đơn giản nha anh em nhá. Equalizer sẽ thích hợp cho anh em nghe nhạc vàng, trữ tình, bolero. Kể cả những dòng nhạc sàn, anh em kích bass nó lên rất hay. Đấy.
Chơi đủ âm thanh này thì không phải có một cái công thức chuẩn đâu các bạn. Bởi vì nó công thức của bọn em rồi nhưng mà phụ thuộc vào tai của các bác nữa cơ. Đấy, không phải là cái gì cũng đúng. Tóm lại là như vậy, không có cái gì tuyệt đối cả. Đấy, với equalizer nó sẽ phù hợp với nhiều anh em nhưng cũng có thể không phù hợp với những anh em mà nghe những cái chất nhạc kiểu như da hoặc là thính phòng, hoặc là các bác nghe những cái dòng loa kiểu như tannoy thì rất là ít anh em nghe qua equalizer. Đấy, nó là một bộ phận trung gian có thể thiếu và cũng không thể thiếu, đặc biệt với những cái dàn nhạc mà nghe nhạc vàng thì chắc chắn là phải sử dụng equalizer. Nghe nó sẽ chắc chắn các bác một điều là nó sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều, chỉnh nó sẽ hay hơn. Đây là những chiếc equalizer chất lượng nha các bác nha. Anh em có nhu cầu sở hữu thì điện ngay cho em. Chiếc equalizer rất đẹp, rất chất. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.